ông San Dio Italia, công ty ngọc trật đã đặt ở Vĩnh Yên. Cổng nhung đúc do công ty ngọc đẹp, cổng hàng rào căn công nhung đúc. Đây là hàng rào, là ban công. Một cánh vơi vơi mắt ai buồn tai sạch luôn, tố quá ăn sạch luôn. Đâu đây đó phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, dần hơn chi rứa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, đi hoa chỉ độ một cánh. Em về bên nỡ nước mắt nhạt nhòa theo mãi treo buồn. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương. Tấm cánh. Nay trở về quê đó gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi. Sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Lam xanh biếc đôi cánh mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang Nam. Sông Lam bên lờ bên ngồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Cổng nhung đúc, cổng hệ thống motor tự động ý, thông tin học được lắp đặt tại Vĩnh Yên. Trong nhà cửa cuốn, ngoài cửa cánh. Mây chiều bạc soi bóng một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sông Lam một dải xanh như ngọc vơi vơi mắt ai buồn tai tê. Đây là motor âm sàn 24V của Ý. Mây phủ non hồng lý đa vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dần thương vương sóng ngược. Đâu đây đó phải sang sông, đến duyên em đi lấy